tư duy và ngôn từ tích cực có tác động như thế nào đến tinh thần của con người. Một kỹ năng nữa mà nhà lãnh đạo phải tập luyện là tư duy và lời nói tích cực. Không ai có thể làm tốt việc trong môi trường đầy tiêu cực và nặng nề cả. Kỹ năng nhìn vào cả hai mặt của vấn đề, ưu điểm và khuyết điểm, nguy cơ và tiềm năng sẽ giúp bạn nhìn thấu suốt con người và sự việc, từ đó phát huy được thế mạnh của tập thể, được công ty phát triển vững mạnh. Tư duy và lời nói tích cực, tuy nghĩ là dễ, nhưng nó phải bắt đầu từ sự khát khao cháy bỏng bên trong bạn. Muốn được thấu hiểu người khác, muốn được nâng đỡ và ảnh hưởng đến họ, đưa họ đến tầm cao mới. Đây là kỹ năng bạn phải tập luyện hàng ngày, những quy tắc cho chính mình cũng như làm gương cho nhân viên của mình. Quy tắc thứ nhất, đúng giờ. Luôn đến trước cuộc hẹn bất kỳ, dù là hẹn với bất kỳ ai, cũng đều đến trước giờ hẹn 15 phút. Bạn cho chính mình sự tôn trọng, cho họ sự tôn trọng. Bạn coi cuộc hẹn này quan trọng, thì dù người đó là đối tác hay nhân viên, họ đều phải nhìn bạn với con mắt khác. Họ không chỉ nhìn bạn là người sếp, người lãnh đạo tài giỏi, mà còn là người có tầm và nhận thức vượt trội. Quy tắc thứ hai, giữ lời hứa. Khi nói bất cứ điều gì, bạn đều sẽ hoàn thành nó. Từ những điều nhỏ nhất như gửi tài liệu học tập cho nhân viên, chỉ thêm cách tối ưu công việc, giúp đỡ họ khi họ khó khăn. Bất cứ điều gì được bạn nói ra, bạn đều phải chuẩn bị và làm nó thật tốt. Thậm chí là vượt ngoài sự kỳ vọng của họ, bởi bạn là nhà lãnh đạo, làm nghề đã lâu năm, kỹ năng công việc và chinh chiến đã thành thục. Nếu bạn làm được điều này, họ sẽ quy phục và cống hiến tài năng cho công ty, cho tổ chức của bạn. Quy tắc thứ ba, chính trực. Chính trực là phẩm chất không thể thiếu của nhà lãnh đạo. Chính trực là tuân thủ kiên định theo một nguyên tắc đạo đức hay phẩm hạnh nghiêm ngặt, không có khiếm khuyết, trọn vẹn và không bị tách rời. Tính chính trực có thể tóm tắt đơn giản là làm đúng, hợp lý ngay cả khi không có ai giám sát. Chính trực là người luôn biết giữ lời hứa, họ cẩn trọng khi hứa hẹn và một khi đã hứa, họ sẽ cố gắng thực hiện lời hứa đó mà không có lỗi hẹn. Jim Quick gọi đây là sự ngay thẳng. Ông tin rằng nếu sợ sự ngay thẳng, bạn sẽ không có nổi quyết tâm để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả. Bạn sẽ bao quanh mình những người ba phải, nói những điều bạn muốn nghe thay vì nói lên sự thật. Một nhà lãnh đạo chính trực không sợ đối mặt với sự thật. Ông gọi đây là nguyên tắc thực tế. Hãy nhìn thế giới như vẻ vốn dĩ của nó, chứ không phải như những gì ta mong muốn. Có lẽ đây là nguyên tắc lãnh đạo quan trọng nhất, và nó phụ thuộc vào tính chính trực, vì nó đòi hỏi sự thành thực và trung thực. Nhiều công ty và tổ chức thất bại vì họ không làm theo nguyên tắc thực tế. Chính trực có nghĩa là nói lên sự thật, dù sự thật đó có thể khó nghe. Tốt hơn là lên trung thực, thay vì lừa dối người khác, bởi khi đó có thể bạn cũng đang lừa dối chính bản thân mình. Các nhà lãnh đạo cần sự tự tin, nhưng họ cũng cần cởi mở với ý niệm rằng có thể mình không đúng. Có nhiều nhà lãnh đạo cuối cùng gặp phải thất bại là do từ chối đặt câu hỏi cho các giả định và kết luận của chính mình. Trong thế giới đầy biến động không ngừng ngày nay, bạn rất có thể không đúng vài phần hoặc thậm chí sai hoàn toàn. Dù bạn có thể không sai, nhưng thái độ cởi mở đón nhận khả năng đó sẽ giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả hơn, vì nó khiến tâm trí bạn sẵn sàng đón nhận khi những ý tưởng hoặc tư duy mới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu thấy hay và bổ ích thì nhớ like, chia sẻ, ấn đăng ký kênh và nhấp vào nút chuông nhỏ ở ngay cạnh để xem những video mới nhất của mình nhé.